cái gì uống, tắm cái gì tắm. Rồi tắm chưa tắm? Chưa được ăn đòn luôn. Đưa cái chày đây để tôi còn giá ấy. Giá gì? Giá hạt tiêu. Để tí làm nước chấm. Ừ, làm điều hối lắm. Thôi, tí ngon được mà. Tí nó ăn đâu, nó làm gì mới ăn hạt tiêu. Nó nói gì chú? Hến. Hến, hến gì? Hến xào bầu. Rồi, xem cái chúng mày ăn không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúng mày ăn cơm với hến xào không? Dạ. Bỏ, mình sẽ ăn rồi. Cái tay.
Ông Công Mùi nhá, lại còn qua tay của nó, mà ông Công Mùi ông dẫn là ông đã được 10 triệu bảo hiểm rồi. Đấy rồi. Đấy rồi. Công Mùi chỉ đi học thuê đó rồi. Đấy. Nó bảo là chuẩn bị xuống vào con Mùi bảo là mấy tháng nữa xuống đi mà nó mấy, mấy hôm nữa xuống vì là cái cối bà ngoài đang lên ở trong đất khu này đất độc hại thế mà lại giá lại cao vậy. Nó tức là chính phủ giờ đang điều chỉnh giá đất. Để chuyển trả liên quan. Đây là mua bán chậm mua vừa bán người dân đây này. Chết thằng mấy thôi, mới vào thôi. Lên cái nhà, lên gì? Chết là chết nhà đầu tư. Mỗi người thì đua gì lên tiền luôn cơ. Mà chung quy lại là chết người dân. Chết người dân mình này, ở đây này. Không, chết dân gì? Bây giờ anh, ngày xưa nhá, anh có 500 triệu. À có 400 triệu anh mua đất, làm nhà con mẹ. Bây giờ anh 500 triệu anh còn chưa mua đất. Đấy, còn lâu nó xuống đó. Anh đầu tư lên. Nó sẽ xuống. Thế này này, anh là tiền mất tiền mua đúng không? Anh mất mua 500 thì sẽ anh cắt lỗ bán 200%. Còn lâu anh bán. Không bán cái kệ thôi thì nó chỉ được. Bán sản thì nó bán, bán sản thì chấp nhận kệ thôi. Không quan gì. Thế là chết dân mình mà. Chết là chết thằng dân mình ấy đầu tiên. Chết thằng mới bắt được sản mới công nghệ, mới bắt đầu vào. Cái to ăn nó bây giờ nó nhả ra rồi con kia nó lao vào nó chết chứ còn chết là chết cái nhà đầu tư chứ còn những cái thằng nhà đầu tư không cái thằng môi giới của nó chết thằng môi giới chết thằng ý là nó vừa nó bảo là xem là nó mới một nghề tức là bây giờ nó thổi giá lên để có tiền gọi những thằng có tiền đầu tư kỹ thuật này nó sạch không tức là thế đấy còn cái thứ biểu lắm cái này mới được bao nhiêu. Tức là nó tính thì chết cho nó đấy thôi, dân mình thì nó có đất để sinh nhà thôi, còn thì chết là nó sẽ chết cái bọn mới vào nghề thôi, bọn có tiền kia thì nó như thế giờ nó đang bán để nó giúp. Chết dân mình đầu tiên. Bây giờ là bọn Bắc Giang lên nha, bọn Vĩnh Phúc không lên rồi lại bọn Bắc Giang. Thì Bắc Giang thì nó dẫn đến Bắc Giang, xong bây giờ nó kia thì bán Bắc Giang, Vĩnh Phúc bán Bắc Giang này. À, xong không, bọn Vĩnh Phúc bán là bây giờ là bọn cỏ đang đều là cỏ hết, cái bọn lên đây đều cỏ hết. Xe này thì xe tới em đấy. Chết là bọn đi xong bọn cái vừa rút hụi thế nào chia ra. Có hết bọn đi đấy là toàn có hết. Nó chả thằng nào chết đâu. Nó bán rồi nhanh nhanh vào đến để đấy. Thì chết chế độ mua. Đội cò ấy nó càng tăng giá lại càng được tiền, càng rộng nợ nó càng nhiều tiền. Mua bán lại nó ăn 100. Không mua đi bán lại cho anh. Nó là cọc đấy thôi, nhưng mà chẳng hạn như nó bỏ 500 nhưng mà thực ra nó chỉ mua 400 thôi.